mọi người, lại là Thanh đây. Sau một khoảng thời gian mà Việt Nam chúng ta đã đón được dịch thứ nhất và đợt dịch thứ hai á, thì công việc á cũng bị trì trệ rất là nhiều luôn. Hiện tại thì năm nay cũng không làm gì được nhiều, và hiện tại thì cũng sắp cuối năm rồi, bắt đầu là mọi người cũng đang lo làm những cái dự định dang dở, những công việc chưa hoàn thành á, gấp rút làm cho kịp. Với lại sẵn là chuẩn bị đón Tết tới nơi nữa, nên có lẽ là sẽ có một số bạn là sẽ làm việc rất là nhiều, quên đi nghỉ ngơi, quên đi cả ăn uống luôn. Thì hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm mà rất cần trong cái thời gian này cho những người mà quay trở lại với công việc thật nhiều. Thì đây, Thanh đang cầm trên tay đây, Thanh sẽ cho mọi người nhìn rõ hơn ha. Đây là Ginkgo Biloba của Nestlé. Ginkgo Biloba còn có tên gọi tiếng Việt đó là cái bạch quả. Thì đây là chiết xuất bạch quả với hàm lượng là 2000mg trên mỗi viên. Thì cái bạch quả này nó có công dụng là tăng cường trí nhớ, hỗ trợ sự tập trung và tinh thần tỉnh táo, và tăng khả năng nhận thức và chống mệt mỏi khi làm việc liên tục, với lại mà ngủ ngon và sâu hơn. Thì khi mà đầu óc của mình á, nó được thư giãn, nó được khỏe hơn á, thì tinh thần phấn chấn hơn, và khi mình ngủ á, mình cũng ngủ dễ hơn, không có bị mà khó ngủ trằn trọc. Thì đây là cái sản phẩm mà Thanh thấy là vào cái dịp này rất cần cho mọi người. Theo như Thanh nhớ là Thanh đã làm clip rồi, nhưng mà hôm qua Thanh có xem lại thì hình như là chưa làm, nên hôm nay Thanh sẽ làm cái Ginkgo này của Úc á. Thì hiện tại có rất nhiều hãng sản xuất, và bên Thanh cũng cung cấp của các hãng luôn, như là của Thompson, của Go Healthy, hoặc là Nestlé như Thanh đang cầm, hoặc là của Healthy Care. Thì hiện tại thì Thanh giới thiệu với mọi người một cái là Nestlé, coi như đại diện tất cả nhóm kia luôn. Thì mỗi một hãng á, nó sẽ cho ra đời một cái dòng Ginkgo với hàm lượng khác nhau. Giống như là Nestlé và Healthy Care thì cho ra đời cái dòng là 2000mg trên mỗi viên. Thì khi em sử dụng á, thì mình dùng mỗi ngày tầm 3 viên, sáng, trưa, chiều. Mình sẽ sử dụng ngay sau khi mình ăn lưu cử chín luôn. Thì như vậy á, trong cái thức ăn của mình nó có dầu á, thì nó sẽ giúp cho cái vitamin này á, gọi là như thế nào, được thẩm thấu, được phát huy tác dụng tối đa. Còn nếu mà mọi người sử dụng của Thompson hoặc là của Go Healthy thì mỗi ngày chỉ một viên thôi, tại vì cái hàm lượng đó là gấp 3 hoặc là hơn. Hàm lượng của Thompson là 6000mg trên một viên, và hàm lượng của cái Go Healthy là 9000mg trên một viên. Đối với người trẻ thì Thanh recommend mọi người nên sử dụng của Nestlé Healthy Care hoặc là của Thompson, vì như thế thì mỗi ngày cơ thể sẽ tiếp nhận là 6000mg thì tối đa. Còn của Go Healthy là 9000mg, thì những cái sản phẩm mà cao như cái hàm lượng như thế thì Thanh thấy là rất thích hợp với những người già, đặc biệt là những người mà đã lớn tuổi rồi, đầu óc nhiều khi là hơi khó chịu, hơi nhức đầu hoặc là hay quên, thì cái hàm lượng cao rất phù hợp với người lớn tuổi hơn. Còn người trẻ Thanh thấy là tầm 6000mg trở xuống là Thanh thấy rất là ok rồi, không cần mình bổ sung quá nhiều. Tại vì khi mà mình còn trẻ đó, sức khỏe của mình vẫn còn tốt, mình không cần mà phụ thuộc quá nhiều vào vitamin, quá cao vào cái lượng mà thực phẩm chức năng mình bổ sung vô cơ thể. Thì ở đây nhà sản xuất cũng có ghi là helps improve your memory, cognition and support peripheral blood circulation, có nghĩa là giúp củng cố trí nhớ và hệ thống nhận thức, và hỗ trợ tuần hoàn não ngoại vi, tuần hoàn máu ngoại vi. Thì như thế nó sẽ giúp cho làm máu của mình sẽ được lưu thông tốt hơn và được lưu thông lên não tốt hơn, giúp cho tinh thần mình phấn chấn, tỉnh táo hơn. Những đối tượng mà nên sử dụng cái sản phẩm này thì giống như là người già, người lớn tuổi là rất cần thiết cái sự sử dụng cái sản phẩm này là thứ nhất. Xong tiếp theo đó sẽ là những người mà đi làm nhiều, có nghĩa là mình nghỉ ngơi không đủ thời gian nghỉ ngơi, không đủ thời gian sự ăn uống á, mình làm nhiều hoạt động trí não nhiều, bị mệt mỏi đầu óc á, thì nên sử dụng sản phẩm này. Hoặc là những bạn là gọi là thi cử nhiều, phải thức đêm ôn bài rất là nhiều, thì mình cực kỳ recommend cái sản phẩm này để mà có thể mà khỏe hơn. Mình phải khỏe từ bên trong ra thì mình mới có sức lực, sức khỏe để mà mình xử lý công việc, mình giải quyết bài tập. Nhưng mà đặc biệt á, Thanh khuyến cáo mọi người là cái sản phẩm Ginkgo này không sử dụng cho người dưới 18 tuổi nha.
chỉ sử dụng cho người lớn thôi, là trên 18 tuổi thì khi mình mệt mỏi mình sử dụng trí óc nhiều á thì mình sử dụng. Hoặc là các mẹ sau khi sinh mà mình cảm thấy là mình hay quên đó, mình hay đãng trí, mình hay kiểu mà không có tập trung được nhiều á, mình cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này. Nhưng là sau khi mình cho bé cai sữa rồi, hoặc là mình không cho bé dùng sữa mẹ, thì mình mới sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ này để mà không ảnh hưởng tới bé. Hoặc là những bạn mà nếu có mà dị ứng như lại các thành phần như là bạch quả thì mình có thể mà hỏi ý kiến bác sĩ trước khi mình sử dụng. Còn bình thường em thấy là hầu như đa số là không ai dị ứng với bạch quả. Và trong cái sản phẩm này á thì nhà sản xuất cũng có ghi là không có gluten hoặc là lactose hoặc là men hoặc là chất xúc từ cá, đậu phộng hay là trứng, nên các bạn mà có cơ địa mà dễ dị ứng giống như là dị ứng với trứng, dị ứng với lại đậu phộng hoặc dị ứng với các thành phần từ cá đó thì sẽ không bị dị ứng khi mà sử dụng cái sản phẩm này. Sản phẩm này hiện là đang có sẵn bên Anybaby, thì mọi người nếu mà muốn hỏi về những cái vấn đề nhiều hơn hoặc là đang sử dụng thuốc gì đó rồi muốn kết hợp với sản phẩm này thì có thể mà nhắn tin hoặc gọi trực tiếp cho Thanh qua số điện thoại là 0769845698 hoặc là at Zalo, at Viber của Thanh đều được hết, hoặc là lên trang Facebook của Thanh là Anybaby hàng Úc sách tay .aus. Hôm nay video tới đây thôi, có gì mọi người cần thắc mắc gì thì có thể mà gọi điện cho Thanh sau nha. Bye bye mọi người.